Hello, xin chào tất cả anh em, xin chào chú Nghĩa. Ok, xin chào anh Quỳnh. Ở đây hôm nay là hôm sáng có một cái bài yêu cầu cũng như là hôm trước cho chú Nghĩa nói là vấn đề là khi nào cái trên post lên này chúng ta hiểu như thế nào cho nó đúng. Đấy. Ok. Tại sao lại có cái này? Ví dụ bây giờ tớ nói một bài hát trước. Bây giờ tớ hát đang hát bài Người Tình Mùa Đông, đúng không ạ? Đó. Ở tâm ví dụ như là trong này trong đâu. Có thể anh em sẽ bạn chậm lại ha. Chúng ta nghe trong đâu nó sẽ kiểu như thế này ha. Vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mưa vẫn bay đi về đó. Quý vị cảm thấy nó là nó thấp hơn đúng không ạ? Đấy, nó thấp hơn bình thường đấy. Bây giờ chúng ta muốn nó cao hơn cái giọng thì giống như ở trên cái đầu mode của đầu năm số chúng ta thì chúng ta tăng nó lên đây đó. Từ cái giọng này chúng ta sẽ cộng 5 lên coi nó khác biệt nha. Đó, cộng 1 2 3 4 5. Ok. Còn vấn đề tăng tông như thế nào thì lát nữa em sẽ nói cho quý vị biết. Đó, khá rồi, tăng hay là không? Giảm xuống này, đó. Đó. Bây giờ hát lại có bằng nha. Đường vào tim em môi băng giá, trời mùa đông mưa vẫn bay đi về, vẫn mưa rơi âm thầm một đêm. Vì sao em yêu không đến? Vào tim em bao con sóng đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ báo tông như thế nào cho nó đúng. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy viết ở giấy ghi ra giùm em nha. Ok, đầu tiên là chúng ta để không không như thế này đó, tức là nó là reset reset không không này đó. Khi chúng ta bấm đô trưởng nó vẫn là ra đô trưởng đó. Bây giờ em sẽ nói là giọng trộn trưởng trước nha. Rồi. Nếu chúng ta bấm ở đô trưởng này, chúng ta cộng 1 lên, nó sẽ ra là đô thăng trưởng nhé. Đây, đó, xem bây giờ là. Đó, cộng 1 lên là đô thăng trưởng nhá. Rồi, xong chưa? Rồi, 2 cộng 2 lên, chúng ta sẽ có là rê trưởng. Em vẫn bấm đô trưởng đây đúng không ạ? Em vẫn bấm đô trưởng bình thường đây. Trên màn hình nó sẽ là D major. Tương tự như vậy thì chúng ta bấm 3 nó sẽ là rê thăng trưởng. Đó, đúng rồi. Đó. Rê thăng trưởng còn có tên của nó là mi giáng thứ. Đây. Đó. Chúng ta vừa được rê thăng trưởng vừa mi giáng thứ nha, tức là cái nốt đây nó là nốt đây là rê, đây rê thăng thì tính đó là mi giáng được luôn và rê thăng luôn. Tức là đây là đô, đô thăng. Rồi đây là rê thăng, đây là mi giáng. Hai tên nhưng mà nó là một. Rồi. Chúng ta bấm 4 nó sẽ là mi trưởng. Đó. Đây, đó. Rồi. Chúng ta bấm 5 nó sẽ là pha. Tức là từ mi mi với pha này nó chỉ có nửa cung, quý vị các bạn nhìn thấy đây. Có nửa cung thôi. Đó, mi pha. Rồi, ok. Bấm 5 là chúng ta sẽ có là pha trưởng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói lại. Chúng ta bấm 1 thế là đô thăng, bấm 2 sẽ là rê, bấm 3 sẽ là rê thăng hoặc mi giáng, 4 sẽ là mi bình và 5 sẽ là pha. Ok, tương tự như vậy thì chúng ta dịch xuống cũng từ cái điểm này chúng ta tính từ đô này mà chúng ta trừ 1 sẽ được là si trưởng. Hai chúng ta sẽ được là ok là gì ạ? Đây là một, đây hai chứ là suy giáng trưởng. Đó. Đó. Đó, chúng ta đánh bình thường như thế này nhưng mà bấm đấm trên nền đô thì nó sẽ từ hai này đó và nó sẽ ra là suy giáng. Đây bấm đô rồi đó. Trừ 3 chúng ta sẽ được là la trưởng. Trừ 4 chúng ta sẽ được đây đó là gì? La giáng trưởng đấy ạ. Đó. Trừ 5 chúng ta sẽ được là son trưởng.
và trừ 6 chúng ta sẽ được là pha thăng trưởng. Đây em cho quý vị xem này. Ok rồi, vậy chúng ta ghi xong cái này rồi, còn thời gian còn lại chúng ta sẽ thưởng thức giọng thứ. Ví dụ như bây giờ em có một cái điệu bolero, em sẽ đánh bài này là đó. Đây là la thứ đúng không ạ? Đấy. Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Tương tự như vậy thì em cộng 5 lên em đàn sẽ là dễ hơn. Là sẽ thành dây đúng không ạ? Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Đó, ok. Vậy thì chúng ta cứ làm cái phép tính hồi nãy. Bây giờ mọi người lấy viết ra giùm em ạ. Chúng ta đánh đây là điểm la thứ, thì chúng ta cộng 1 lên. Đó, cộng 1 lên, đó sẽ là la thăng thứ. Đó. 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 Chúng ta còn gọi là si giáng thứ. Ở trên màn hình nha, sẽ báo là B min. Đó, min là thứ, còn major là trưởng. Rồi, chúng ta cộng 2 lên sẽ được là si thứ nha. Đó. Cái tắt của nó là B mà. Đó. B min. Đó. Rồi. Cộng 3 lên chúng ta sẽ được là đô thứ. Đó. Rồi cộng 4 lên chúng ta sẽ được là đô thăng. Đó. C thăng min. Cộng 5 lên chúng ta được là rê thứ. Giờ mờ. Đó, rê đê min. Rồi, cái máy này chỉ được cộng 5 thôi. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ reset về 0, cộng trừ một lúc. Và chúng ta trừ từ một từ la đấy, chúng ta sẽ được là son thăng trưởng hoặc la giáng thứ. Đó. La giáng thứ là b min đây. Đó rồi, chúng ta trừ 2 sẽ được là gì? Đây là trừ 2 sẽ được là son thứ. Đó, đó. Trừ 2 này sẽ là son thứ. Đó. Đó. Trừ 3 sẽ là gì ạ? Pha thăng thứ. Đó. Trừ 4 sẽ là gì ạ? Pha thứ, đúng rồi. Trừ 5 sẽ được là mi thứ. Và trừ 6 chúng ta sẽ được là mi giáng thứ. Rồi, ok. Vậy thôi, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Rồi, tại sao lại như thế? Thì khi chúng ta cấu trúc để thành như thế này là nó sẽ tính từ nốt đồ đến nút đố. Thí dụ như chúng ta tính từ đây là đồ đúng không ạ? Ê, em thấy làm chậm cho mọi người nhìn thấy. Đây. Đồ thì là lên 0, 1. Từ điểm này chúng ta tính điểm 0. Từ điểm xuất phát chúng ta tính 0. Ví dụ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tức là từ đồ đến đó chúng ta sẽ có là 12 nửa bán cung. Ở trên cái đàn Yamaha hoặc Korg thì nó sẽ cộng trừ 12 nhé. Quý vị làm rất là đơn giản. Tương tự vậy là chúng ta tính. Rồi, mọi người chia nhanh đây thì Kinh đã chia sẻ luôn cái cách để chúng ta từ một cái giọng nam hoặc từ một cái giọng nữ để chúng ta cân đối làm sao cho nó hợp lý, để khái là nó dễ hát kiểu nhớ nhanh. Thì anh em đi làm nhạc sẽ có một cái câu nói cửa miệng đó gọi là cộng trừ 5. Tại sao lại như thế? Thí dụ bây giờ em có một cái bài Người tình mùa đông. Đấy, bài đó bình thường thì Hồ Quang Hiếu hát là pha trưởng. Đó. Đấy, ví dụ như thế, đó là tông nam đúng không ạ? Đấy, Như Quỳnh sẽ hát như thế nào? Đấy. Đường vào tim em ôi băng giá. Rất là dễ chịu đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sang một cái giọng nữ thì chúng ta sẽ không hát được giọng này, mà chúng ta sẽ trừ 5 đi. Đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta đánh nhỏ giọng đô. Đó. Ví dụ Như Quỳnh sẽ hát giọng đô chẳng hạn. Sao chúng ta hát nam sẽ không hát được. Đường vào tim em, đường vào tim em mùi băng giá. Băng giá quá. Đó. Ví dụ như cái bài Đắp một cuộc tình là chơi đô thứ chẳng hạn đúng không? Thì hoặc là chúng ta chơi rê thứ. Ví dụ chúng ta chơi đô thứ hoặc rê thứ hoặc mi giáng thứ. Cho là rê thứ đi cho dễ tính nha. Xây giấc mộng ban đầu là rê thứ rồi qua son. Đó.
Nhưng nữ sẽ là trừ xuống là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Có thể chơi la thứ hoặc son thứ. Đó. Tương tự như cái bài ví dụ như chúng ta chơi cái bài duyên phận của Như Quỳnh là son thứ. Đó. Con gái đó. Nó níu đó. Thì gặp trọng nam chúng ta sẽ cộng 5 lên. Được chưa? Cộng 5 lên nữa là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta chơi là đô thứ. Là con gái chưa một lần níu ai. Đó rất là đơn giản. Hoặc khi chúng ta chơi không được thì chúng ta vẫn chơi ở cái giọng đó mà chúng ta cộng 5 lên đây. Nó chơi này. Đó. Nhớ nha. Từ một giọng nữ muốn lấy giọng nam thì chúng ta sẽ cộng 5 lên. Từ một giọng nam muốn về giọng nữ thì sơ sơ thì chúng ta sẽ trừ 5 xuống. Đấy, ví dụ như bài duyên phận là đây. Chúng ta hạ tông này thấp, cổ nữ nó thấp mà chỗ cao thì cao quá, cho nên là chúng ta bắt buộc phải như vậy. Đó là một cái thủ thuật đơn giản, anh em đừng có ném đá nha. Đó là chia sẻ, nó rất là đơn giản. Chúc mọi người thành công. Mọi người có thể subscribe kênh của mình để nhận video mới và đăng ký mua hè hoặc học đàn cho mình. Mình là Nguyễn Kiên. Số phone của mình là 0973955861. Hãy like và subscribe kênh này để nhận những cái video mới nhất và hữu ích nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm video này. Hẹn gặp lại quý vị ở video khác.